Dạ, em xin chào mọi người, em là Gắt Nguyễn Channel đây. Và trước khi xem cái clip á, thì các anh chị và các bạn hãy bỏ ra chút thời gian để nhấn vào cái chữ đăng ký màu đỏ bên dưới để ủng hộ mình nhé. Và hôm nay mình sẽ nói về một chiếc xe. Mà về chén đàn cổ này kia thì có nhiều anh chị và các bạn cũng hỏi mình tại sao mà mới đi ép chấn ba này kia về mà cái cổ chạy nó vẫn kêu cục cục. Thì hôm nay mình cũng có một lời khuyên nhỏ để khuyên các anh chị sửa xe và các anh chị bị hư xe đi sửa ha. Thì chiếc quay này á, thì chiếc xe tai nạn thì em cũng đã đi về và mình cũng đã ép chấn ba gáp vô rồi đó, thay chén đựng cổ rồi nữa, thì một hồi sẽ thay luôn cái bờ đầu này, nó bị hư, nó bị bể nát hết trơn nè các bạn. Nhưng mà thì cái này thì xem cái quá trình mà gã chấn ba này kia chén đựng cổ rồi á, thì anh chị và các bạn xem lại cái clip thay chén đựng cổ của em ha. Thì về cái vấn đề này á, thì em có một lời khuyên như thế này. Thì ở đây á, thì em cũng đã thay cái chén đạn cổ của chiếc quay này rồi, chiếc quay Trung Quốc nha, thay chén đạn cổ rồi. Thì tại sao mà chén đạn cổ này á, nó không có hư nặng mà em lại thay? Chưa để cái máy xuống mới nói chuyện được, mới lấy nét được nha anh chị. Thì tại sao mà chén đạn cổ này mà khi ép chấn ba về gáp mình lại thay, cho dù nó là không có bị hư bể hay làm sao mà tại sao phải thay? Thì như anh chị thấy cái chén đạn cổ này á, cái đây là cái chén chén dưới nè, anh chị thấy nó có cái những cái hột 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 nè, nó cấn nè các bạn, và anh chị thấy không đó, nó cấn như thế này á, là khi mình gáp chấn ba vô á là mình chạy á là nó sẽ bị kêu cục 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 ngay lúc mình chạy, kêu cục cục á. Bởi vậy mình khuyên các bạn đang mới ra nghề này kia sửa xe và các anh chị đi sửa xe chỗ tiệm sửa xe. Khi mà một chiếc quay Trung Quốc á bị cong chấn ba, đi gã ra đi ép chấn ba, thì khi về á thì anh chị kêu thợ nên thay chén đạn cổ đi, cho dù chén đạn cổ của mình á nó không có hư hại nhiều nhưng mà vẫn bắt buộc phải thay. Đó, như cái này đi, chỉ có chút xíu thôi mà em vẫn thay nguyên cái bộ chén đạn cổ luôn nè anh chị, các bạn thấy dấu sáng sáng ở trong không? Đó, cả cái camera đằng này nét rồi, các anh chị chắc thấy rõ lắm nè, thấy không? Nó bị dập nhẹ thôi. Nhưng mà xe Trung Quốc á thì anh chị phải thay đi. Để khi á, mình ép chấn ba xong mình gã ra mình gáp vô cho chiếc xe mình nó chạy được mượt mà êm ái, nó không có kêu tiếng bực bội. Còn các bạn đang sửa xe á thì các bạn á, nên khuyên khách á, là lên thay chén đạn cổ ha. Để cho chiếc xe nó êm, mình không có bị mất uy tín. Mà thứ hai cái nó êm nữa, là về người ta chạy rất ok. Chứ đừng nói mà chỉ ép chân ba thôi mà chén nặng cổ cứ để gì chạy là không được, không không bể không hư gì á mà không chịu thay là không được, vẫn phải thay. Tại vì chén nặng cổ á nè, nếu mà như thế này á, ví dụ như chỗ này dập mà chỗ này không dập á, nhìn mắt thường thì có thể là sẽ không thấy rõ đó, nhưng mà khi gáp vô nó lại kêu đó, là bắt buộc anh chị này kia phải thay. Và các bạn đang sửa xe gắn máy á cũng phải khuyên khách là để thay bộ chén mới. Trung Quốc thì bộ chén không có bao nhiêu tiền đâu, với đạn này kia, chứ đừng có thay đạn không nha, phải thay đi trọn bộ chén đạn cổ luôn nha. Còn đối với các dòng xe Nhật mà nó bị như thế á, thì anh chị và các bạn á có thể á kêu mà thợ gã cái chén đạn cổ này ra và đem ra thợ tiện cho người ta vớt nhẹ lại, ta vớt nhẹ hai mặt bộ chén trên và chén dưới luôn ha, đem toàn bộ cái chén này thì thợ sửa xe người ta sẽ biết đó. Đem xe Nhật nghe, đối với dòng xe Nhật nghe, còn xe Trung Quốc thì cứ thay đi, cứ thay bộ chén mới, không có bao nhiêu tiền đâu. Còn xe Nhật á, thì sẽ đem nguyên cái bộ nguyên cum lê nó, chén trên chén dưới, để đi ra thợ tiện cho người ta vớt lại cho ngon lành ha anh chị và các bạn đó. Còn nếu mà ai có chi phí á, thì thay luôn thì càng tốt đó, chứ đừng có ép chấn ba không rồi đi về gắp chén đạn cổ vô á, là chạy không có ngon nha các bạn, chạy nó kêu cục cục này kia, mình bực bội lắm, kêu tiếng nhỏ thôi chứ không có lớn.
đừng có thấy mà những cái chén như thế này, như cái này nè còn nguyên này, thấy không, chén này chén trên còn nguyên, nhưng thật chất mấy cái chén kia, bỏ chén này kia là nó ở trong đó, nó có dấu nhỏ rồi, nhìn mắt thường sẽ không thấy đó. Khi gáp trứng ba ép về rồi gáp vô mà không thay là nó sẽ kêu đó. Bởi vì em phiên anh chị và các bạn, và các bạn thợ sửa xe đã ra nghề, ra nghề lâu rồi hoặc mới ra nghề gì đó, thì gả cho khách thì nên báo cho khách biết trước. Như xe Nhật thì mình đi vớt lại, hoặc nếu có khách có chi phí thì mình sẽ thay luôn cái chén đạn cổ ha. Đừng có để như vậy là mình gắp vào nó kêu, mình mất uy tín này kia lắm. Thà làm một lần cho ngon, không có bao nhiêu tiền hết ha. Còn các anh chị khách sửa xe thì nên phiên thợ là, thứ nhất xe Trung Quốc thì thay chén đạn cổ, thứ hai là xe Nhật thì mình có chi phí thì mình thay luôn cái chén đạn cổ. Còn thôi thì không có chi phí nhiều thì kêu thợ gã chén đạn cổ ra rồi kêu thợ đi vớt giùm ha anh chị và các bạn. Như thế là chiếc xe mình sẽ ngon lành. Cái kêu cực cực đó thì các bạn không có không thay chén đạn cổ hoặc không vớt gì đó là không có trách thợ chúng em được. Tại vì thợ bọn em á làm thì làm như vậy, còn chi phí á thì do anh chị các anh chị trả. Bởi vì đừng có trách thợ là tại sao mà mới làm chứng ba này kia về mà nó bị kêu như vậy. Thì anh chị các bạn thông cảm cho thợ của chúng em và các bạn thợ cũng vậy. Phiên khách nên thay chứng đạn cổ ha. Đó, hoặc là đi vớt lại đối với các dòng xe Nhật để mình chạy tiếp tục, khi mình gắp chứng ba vào á thì chiếc xe nó sẽ im, mình không bị mất uy tín nha các bạn. Đó. Như chiếc xe này. Chiếc xe này á thì nó bị như thế đó. Thì mình đã ép chứng ba lúc sáng. Ép chứng ba đi, ép chứng ba giờ thay luôn cái bộ chén đạn cổ luôn ha, cho nó im ha. Cổ rất là nhẹ, rất là ngon. Bảo đảm xe này chạy là không kêu nha anh chị và các bạn. Đó, rồi các bạn xem kênh mình thấy hay hãy like, subscribe và chia sẻ cho nhiều người cùng biết. Và anh chị bỏ thời gian chút xíu để nhấn vào chữ đăng ký màu đỏ để ủng hộ cho em ha. Rồi cảm ơn các bạn nha.